Nói gì á? Nó mì nữa thần. Ê, nhiều cái mình thấy mình thấy tắc cừ đúng không? Dạ. Ông nhìn thấy một khi mà ông mua một cái mì về đúng không? Ừ. Tại sao mà khi ông cầm cái tô mì lên, ông nhìn cái gọi là cái tô mì mà gọi là cái biểu tượng của nó, nhìn nó hấp dẫn mà nó ngon lành dữ vậy? Ừ. Đúng không? Coi nè. Tôm mà gọi là tôm hai con, được hai con, một con bự luôn nha, con bít 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 miệng tô luôn nha. Ừ. Rồi thêm mấy cái gì ta, Thêm ớt mắm hành mò ngò. rí này, nói chung là tất cả đầy đủ luôn á, mà sao mình lại không có? Mà tôi nói là ăn riết rồi mà giờ cái nó ngán mà cũng phải ăn thôi, nó không có gì khẩu vị mới á. Ê, nhớ cái thời mà dạy ông chỉ tôi gọi là ăn ăn gì? Ăn ăn mì tôm mà bỏ mấy con mực nhỏ nhỏ, mực khô nhỏ nhỏ, nhỏ vô á, Mà tôi nói ông mà nước nó ngọt gọi là húp cạn hột nước luôn á, ngon cực kỳ luôn á. Mà giờ con mực nó mất tiền quá, bỏ đi. Đang em chia sẻ cho gì vậy? mì tôm á, mọi người lên ăn cách này rất là ngon luôn. Cái này nhà nào cũng có hết, nó chính là tôm khô á. Anh cho mấy tôm khô chút nữa anh pha mì nó ngon, mà ngon nhức nách luôn. Cái gì? Tôm khô á anh cho vô luôn, ai anh mà pha mì. ai mà lấy tôm khô đi nấu 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 mì bây giờ không phải không? Thiệt mà nó ngon lắm á, thiệt mà ngon lắm, ngọt nước thơm lắm, đúng mì tôm luôn á. Ông đừng có làm chuyện mà tôi thấy nó giật mình nha. Nghe thì nó nghe nó lạ lạ thiệt đó, mà biết ăn có được không chứ. Thiệt rất là ngon luôn. Là tôm khô đúng không? Mọi người cho mấy con tôm khô vô, ăn rất là ngon. Là mình một là nấu nước, hai là mình đổi đây luôn đúng không? Ừ, anh đổi đây luôn sao? Anh cũng đổ nước nóng vô mà. À. Được không á? Ăn ngon lắm, anh thử đi rồi biết. Ok, để lấy tôm nha. À, không thì anh rửa sơ qua cũng được. Để rửa sơ cái này đúng không? Ừ. Rồi ok, người rửa mình cho vô. Bao ngon cho mọi người luôn. Được không á nè? Thiệt. Ngon nhất hết luôn á, cho anh thử. Ăn được cái đem dục cái tô mì luôn á. Ngon, ngọt. Ok, đợi nước sôi nha. Ừ. Tôm này mới ăn rồi. Cái nắp đúng không? Thì đúng trong tấm hình rồi đó, có tôm nè, có hành nè, có ngò nè, có ớt nè. Nhưng mà tôm người ta tôm sống thằng ơi. Mình ăn tôm khô. Tôm bự 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 không à. Ta tôm... hai con mình có mấy chục con này nè. Mình là gọi là cái vây của anh này đúng là tôm nhỏ. Ăn thì ăn cái thử đi, ăn ngon lắm á. Đó, cái xôi mọi người sẽ cho vô. Rồi. Để nắp lại. Chín rồi. Chín rồi, để cho lâu rồi. Hai. Nó thơm nha. Ừ. Ba. Thơm nhất nát nè. Chù. Con nghe mùi đúng bài luôn. Trời, cái mùi. Lúc đầu nghe mùi khó chịu chứ giờ không. Tôm nó chín là đang thơm rồi đó. Thật sự là ông ai mà từng ăn mì tôm nên mua ít con tôm khô về để nhà dành. Thiệt. Cảm giác như là cái mùi tôm, ở mùi mì tôm nó không còn nữa mà nghe cái mùi tôm khô. Giờ xung quanh được ngọt nước nữa. Thử ra tôi ngon, tôi hấp miếng con ngọt nước nha. Tôm mềm ta. Ơi mềm. Mềm nữa. Mềm. Thử miếng coi. Ngọt. Ê, nước. Nó ngọt nước lắm mà nó không nghe cái mùi, không có nghe cái mùi ấy đâu nha. Không có mùi mì đâu nha. Được à. Ê. Mình tính là cũng hơi mắc á. Tô này cũng hơi mắc á. Dạ tôi ít thôi. Cái này tô ít này cũng phải là 10.000 tô đó. Ừ. Chúng rẻ đâu nha. Thiệt mà. Thử đi. Chù. Ngon. Đó, ăn mì tôm vậy mới ngon. Mì tôm mình phải ăn vậy. Ừ, tôm rất là ngọt nước luôn, thơm nữa. Nhà tôm khô thì thấy nhà nào cũng có, đa số nhà nào cũng giờ cũng có tôm khô để dành nhà để nấu canh, nấu này nấu kia. Ê, nhưng mà tôi nói nghe nè. Mình không nên mình chế nước ít, chế nhiều hơn tí xíu. Tại vì tôm nó có một cái mặn. Thiệt mà ngon lắm. Ok, mọi người áp dụng thử cái món mì tôm này nha, rất là ngon nha, ăn thử đi. Rất là tuyệt vời luôn.